trai mình điều tra coi bồ mình có bóng không. À thuộc trong nhóm bóng gì vậy? Thuộc trong nhóm bóng gì? Rồi mời em. Vì cái một cái trình cơ bản thôi nha. Có nhiều lắm. Bóng mà ngồi đâu đụng chuyện không có chịu chốt liền, bàn tới bàn lui ta kêu bóng bàn. Thì đúng không? Còn thí dụ bóng mà có lỗi đó, có lỗi lầm gì đó, không có nhận về mình, đổ thừa người khác, đã kêu bóng chuyện. Thiệt sự còn bóng mà ngồi đó cũng rút từ khăn giấy chậm chậm chậm, đã kêu bóng dầu. Tào lao á, ý chị phải nói là mấy cái bóng mà thể dục thể thao đó, ý nói là bóng á. Thì bóng có chị tiểu của em. Ý là đó. Là sao? Thôi chị ơi, chị ơi, mình hạn chế nhắc về bóng trong đây đi. Nhạy cảm lắm. Không phải mình em nhạy cảm, cũng nhiều người khác nhạy cảm chứ chị. Chứ vậy nhưng nếu mà muốn nói từ bóng thì chị nói từ gì? Mình xài từ banh. Ủa hôm nay giờ cái bóng đèn mình kêu là banh đèn. Bóng ma. Banh ma. Đúng. Bóng đêm. Banh đêm. Thôi bóng bóng banh banh nữa. Banh 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 banh. Thiệt sự. Thôi nghe kỳ lắm em ơi. Ê bây giờ mình đổi qua chữ bóng sang chữ banh. Có một bài hát mà ca sĩ người miệng không dám hát. Tại gì? Bóng dáng mẹ hiền tiện bước ra ngày hôm nay nhưng liền ngày ngày của mẹ thì giữa cái tình mẫu tử thiêng liêng này chúng tôi xin phục vụ ca khúc banh dáng mẹ hiền. Trời ơi nghe cái banh bà mẹ luôn. Bởi vì mình được bàn vấn đề đó nữa chị hiểu không? Em cũng đừng có đổi nữa. Đúng rồi. Bây giờ cho chị thi tài năng nha. Thi tài năng. Thi cái gì? Chị thi hát. Chị hát bây giờ ban nhạc đi rồi chị hát. Ủa? Cho em một ai đó đánh nhạc cái chị bút ca được không à? Anh ơi, coi chị cứ mưa lớn quá hay là tiếng mưa nó làm... Kệ chị, lâu quá nên là lạc mà. À, thôi, bây giờ chị sẽ hát bằng nhạc của chị là tiếng mưa. Nhưng mà để micro xa xa ra, nước mưa dính vô micro. Rồi, chị sẽ bắt hát... chị bị giật, chị hiểu không? Chị sẽ hát một bài nhạc trẻ. Nhưng mà mình không có nhạc gì vũ ca luôn đúng không mọi người? Có ai đến đờn không? Không, không cần đâu, không cần. Chị hát chay luôn hả? Dù cho có nhạc chị cũng đâu vô được đâu mà em xin. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chị sẽ hát một bài nhạc trẻ. Rồi, chị hát bài nhạc trẻ. Bài chát nhạc trẻ là bài gì? Mẹ tôi nha. Không trẻ lắm đâu chị. Không trẻ lắm đâu, hát bài khác đi. Nội tôi. Chị có thật sự hiểu nhạc trẻ không? Nhạc trẻ là nhạc bây giờ á. Chị nếu mà độ tuổi xuống chút xíu chị. À thôi thôi, được rồi, được rồi. À, chị sẽ hát một cái bài mà mọi người cũng cảm thấy mọi người là thích dạo gần đây á. Dạ. Cái bài mà chị đâu ấy chung tình được mãi. Đây, biết bài đó, vỗ tay cho chị Bu Ca mọi người. Đâu ai chung tình được mãi. Vô. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Chị nhảy trên đầu ơi. Chị sẽ nhảy trên các bạn đi ạ. Tự nhiên hát dở cái chuyện qua giao lưu. Dạ vào nỗi nhớ vô vơ. Giang giang siêu siêu mình mờ. Mập mờ gì không có mịt mờ. Dạ. Gì lộn rồi. Giang giang xíu xíu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Em nghĩ chị có hát lộn bài không? Em không nhận ra bản gốc. Không mà có nếu mà không được bài này thì hát bài khác. Hát bài gì nữa? Cải lương. Ôi chị chết quá cải lương à. Đúng rồi. Chị đúng rồi, cải lương gì? Lan Trà Điệp đi. Lan Trà Điệp. Đúng rồi. Rồi chị hát đi. Bây giờ chị sẽ hát chị đúng giai đoạn đúng giai điệp nha. Hát đúng giai điệp. Rồi. Rồi. Chị hát cái đoạn mà Lan cầm dù đi. Cái đoạn gì á? Đoạn gì? Tôi kể người nghe. Tôi kể người nghe. Ủa chung đổ chùa xa đi. À chung đổ chùa xa. Ừ. Chung đổ chùa xa. Chiều tan trường về. Điệp cùng lên chung bóng. Thế em đúng không? Chưa, chưa, điệp chưa tới. Cái chỗ đó là của Lan còn. Tính chờ đi mà tới thì kêu nha. Cuối nẻo đường đi. Đôi bóng hẹn mùa thi. Lan không đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan kẻ chưa đâu. Của điệp mà. Của Lan. Lần cuối gặp nhau Lan kẻ nói. Yêu mãi nhà anh. Em yêu anh chân thành. Nếu chi không thành ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. Rồi nghe hát chỗ nào? Bà hát chở bà dàn hát với một đoạn luôn. Không biết thằng điệp chỗ nào luôn. Thôi đổi dây. Đổi dây cái gì? Bây giờ đóng dây Lan hả? Ừ. Đúng rồi, đóng dây sửa sửa luôn với em đó.